Tròn 2 năm chia tay, Cát Phượng chuyển phong cách chuẩn gái Tây, Kiều Minh Tuấn nhan sắc thất thường sáng ông chú chiều hóa trẻ trâu. Đời ai biết trước ngày mai có khỏe ra sao. Wow. Hậu đường ai nấy đi, cả Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đều có nhiều những thay đổi khác lạ về cả đời sống cá nhân và nhan sắc. Điều khiến công chúng đặc biệt chú ý là chiếc nhan sắc cực lồi lõm của nam thần màn ảnh Kiều Minh Tuấn. Nếu trong thời gian còn yêu đương mặn nồng, anh chàng được cho là có phong độ nhan sắc ổn định, thì ngay sau khi chia tay, cái tên của anh chàng liên tục xuất hiện trên nhiều trang báo với mỗi lần xuất hiện là một lần khác bọt. Anh chàng làm tâm điểm của sự chú ý bởi diện mạo thăng hạng đáng kể thời gian gần đây. Dù để mặt mộc hay trang điểm thì nam thần màn ảnh cũng nhận về nhiều lời khen ngợi bởi độ trẻ trung không tì vết. Nhiều sao Việt như Thân Thúy Hà, Thu Trang, Lý Quý Khánh cũng phải hú hồn mà dành nhiều lời khen. Chưa dừng lại ở đó, phong cách ăn mặc của anh cũng trẻ lên thấy rõ. Thậm chí nhiều người còn đùa rằng anh đang theo đuổi phong cách idol giới trẻ. Thời gian trước, Kiều Minh Tuấn từng được đem lên bản cân với chàng ca sĩ điển trai Isaac. Dù bằng tuổi nhau nhưng do theo đuổi hai phong cách khác nhau nên diện mạo của Kiều Minh Tuấn trông có vẻ dư hơn hẳn. Chắc hẳn là do bị gièm pha quá nhiều bởi chiếc nhan sắc quá đỗi ông chú này nên anh đã có màn ép năm diện mạo khiến người hú hồn. Với diện mạo mới, diễn viên Em Chưa 18 được fan ví von như sao Hàn Quốc. Số khác lại đặt nghi vấn anh đụng chạm dao kéo hay chỉnh sửa ảnh quá đà. Đối mặt với thông tin này, nam diễn viên chọn không lên tiếng. Trước đó, dân tình cũng được fan hú hồn trước nhan sắc đột nhiên xuống dốc không phanh của Kiều Minh Tuấn. Thời điểm ấy, anh để tóc dài, râu ria xồm xoàm và có vẻ cân nặng cũng xuống đôi chút khiến nam diễn viên trông kém sắc và già đi trông thấy. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đúng là người thiếu tình yêu nên bị tiểu tụy hơn hẳn. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng anh chàng có thể đang thực hiện dự án nào đó nên mới xây dựng hình tượng này. Lần thay đổi diện mạo hóa idol giới trẻ của Kiều Minh Tuấn khiến công chúng an tâm đôi phần, ví nhan sắc của anh chàng thay đổi thất thường như thời tiết cũng không hề sai mà. Sau chia tay đàn chị hơn 18 tuổi, nam diễn viên tập trung phát triển sự nghiệp. Trong đó, anh tạo được tiếng vang khi tham gia chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm phiên bản Việt. Kiều Minh Tuấn lảng tránh và hạn chế trả lời những thông tin liên quan đến người cũ. Anh cũng không công khai thêm mối quan hệ nào khác. Nếu như Kiều Minh Tuấn liên tục thay đổi phong cách thì ở chiều ngược lại, Cát Phượng cũng không hề kém cạnh khi lên hương nhan sắc thấy rõ. Cát Phượng không ngần ngại khoe ảnh như gái Tây với diện mạo lạ, trông trẻ trung và cá tính hơn hẳn trong nhiều bộ ảnh. Không còn quá tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, Cát Phượng thường xuyên đi du lịch tận hưởng cuộc sống. Không khó để bắt gặp hình ảnh người đẹp đang khoe dáng ở những điểm du lịch sang chảnh. Về con đường tình duyên, Cát Phượng cho biết cô đang trong mối quan hệ tìm hiểu. Được biết người đàn ông được Cát Phượng nhắc đến là Việt Kiều đang sinh sống tại Úc, đã từng tặng nữ diễn viên món quà khủng trong dịp sinh nhật 2022. Bây giờ em cho anh cơ hội là giống như Vinh, tìm hiểu thôi, nhưng hợp nhau thì chúng ta tính xa hơn. Tròn 2 năm kể từ sau khi thông báo chia tay, cả Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đều có những sự thay đổi đáng kể. Gác lại chuyện tình đẹp trong quá khứ, cả hai vẫn đang tập trung hết mình cho con đường nghệ thuật và kinh doanh, từ đó khẳng định chỗ đứng bản thân trong làng giải trí. Hơn 10 năm cho một cuộc tình, chuyện hợp tan là điều không ai mong muốn, nhưng chính những hợp tan ấy lại là khơi nguồn của những khởi đầu mới, cơ hội mới. Bạn cảm nhận như thế nào về những thay đổi của cặp đôi sau 2 năm chia tay? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.